新家，新家，新家，大家好，各新家，接下来用 double wish， 新家，新家，欢迎，啊，感恩欢迎呀，刚刚 COVID 用 double wish 吗？我边下，有带咧，爱边下，边下，一讲佢咧。Biết hả? À, biết hả? Dạ, cảm ơn nha. Tại sao em biết nhóm double wish? À, bạn muốn hẹn hò? Không, bạn xã hội à? Cái gì? Là giống như là TikTok hả? À, đúng, đúng. Xem TikTok? Ừ. Dạ, cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn nha. Nhưng mà có cho biết, cho biết người Việt Nam nè. Nên chúng tôi giới thiệu bạn Tàn nha. Dạ. Là tôi tên là Kazu. Là các bạn hãy nói để nhỏ tên của Kazu nha. 1, 2, 3 Kazu. Lại là nhỏ nha. Hộp nha. Hộp nha. Ok. 1, 2 Tôi tên là 1, 2, 3 Dạ, yeah, cảm ơn nha. Hãy nhỏ nha. Tôi tên là Shinsuke. Các bạn hãy nói lớn hơn Shinsuke. Wow, hay quá. Đẹp trai nhất trên thế giới. Isaac là đẹp hơn nha. Không phải nha. Không phải. Là già rồi á. Là Kazu là đẹp hơn Shinsuke nha. Chúng ta đánh song. Sống ở Việt Nam 7 năm rồi, ngày nào cũng đi học tiếng Việt, nên tôi có thể nói tiếng Việt rất tốt. Bây giờ tôi sẽ đi học với người Việt. Taxi. Dạ, yeah, anh đi đâu? Khách sạn Nhật biết không? Không biết. Ok, đi Kakumamu Tamu Tamu. Hả? Kakumamu Tamu Tamu. À, Kakumamu Tamu Tamu. Không hiểu, không hiểu, và tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, và tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, và tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, không hiểu nha. Yeah. Cảm ơn mọi người nha. Yeah, cảm ơn mọi người. Các bạn hiểu Kakumamu Tamu Tamu không? Không hiểu à? Đăng ký có đường Kakumamu Tamu Tamu. Kakumamu Tamu Tamu nè. Đăng ký em hiểu là Lê Tan Tông là Lê Tan Tông. Không hiểu à? Lê Tan Tông. Lê Tan Tông là người Nhật nói là Lê Tan Tông. Đúng rồi. À, khó lắm. Ok. Nào bây giờ Shinsuke hỏi mọi người nha. Dạ. Shinsuke. Shinsuke có một câu hỏi. Shinsuke nói gì? Các bạn đoán Shinsuke nói gì? Dạ. Từ bây giờ Shinsuke nói tiếng Việt nhá. Nhưng mà phong cách là phát âm là kiểu người Nhật. Nên mọi người hãy đoán Shinsuke đang nói gì. Ok. Đầu tiên là Son Tum. Người Nhật nói là như này. Son Tum. Mọi người hiểu không? Có ai hiểu à? Hiểu tôi nè. Em biết tiếng Nhật hả? Em học tiếng Nhật hả? Không biết hả? Dạ. Cái đó em đó là Sơn Tùng. Các bạn nghĩ như thế nào ạ? Đúng hay sai ạ? Đúng hay sai? Đúng hả? Đúng, đúng rồi, chính xác nha. Trả lời là Sơn Tùng. À, hay quá. Sơn Tùng MTP. À, hay quá, chính xác. Hay quá. Tông Minh á. Em nghe có bạn gái người Nhật hả? Em có bạn gái? Hay quá. Ok. Ok, tiếp theo. Tiếp theo là Phôn nhạc kê bằng. Khó lắm. Người Nhật nói là Phôn nhạc kê bằng. Hiểu hả? Hiểu hả? Chắc chắn mọi người em... học tiếng Nhật. Dạ. Night and
voi để Việt Nam như người nước ngoài như chúng tôi không băng qua đường nước nhà như bay ở đi qua nước kia rồi khi voi để Việt Nam trên đôi son trai và bi Yeah.